95% loa tép hay là do cục nam châm và do phân tần, chứ không phải hay do khếu các bạn nhá. 95% loa tép hay là do phân tần và do cục nam châm, chứ không phải hay do khếu đâu. Test cho anh em cặp tép 1000K có phân tần. Bên mình không dùng mạch điện tử các bạn nhá. Thì mạch điện tử nó không có cuộn đồng, nó không có lọc tạp âm, nó không có lọc chói nên nó rất chói tai. Đây là cặp 1000K, đây có phân tần được chôn đặc trong này. Đây, có hai cấp độ, mỏng tép, dày tép, cùng 350 chị. Khếu nhựa chống ngân nhá, chống vọng, gỗ vàng cao 16 phân. Kép chống cháy dùng cho âm ly cục đẩy. Đây dài 1m rồi. Và này có hai màu, màu đen này và màu gỗ, anh em thích lấy màu nào cũng được. Kép chống cháy dùng cho âm ly cục đẩy, bảo hành 1 năm. Rất nhiều anh em cứ hỏi là mạch điện tử hay hơn hay là phân tần hay hơn, thì tất nhiên là phân tần hay hơn rồi. Vì mạch phân tần nó không có cuộn đồng nên là nó không có lọc âm lọc chói, không cuộn đồng nên là chất âm nó rất là rời rạc, nó bắn tung tóe. Nhưng còn cái phân tần, đây là cặp 1000K có phân tần được đúc chống ẩm đặc trong này rồi nên chất âm nó rất là đỉnh các bạn nhé. 1000K dùng cho âm ly cục đẩy, vận chuyển là bưu điện khắp toàn quốc. Tại sao phân tần nó hay hơn? Vì phân tần nó có cuộn đồng. Đấy, còn mạch điện tử thì nó không có cuộn đồng. Tất cả những cái phân tần mà không có cuộn đồng thì sẽ không được tính là phân tần các bạn nhé. Tất cả những cái loa mà không có cuộn đồng nào thì sẽ không được tính là phân tần. Đấy, phải có cuộn đồng thì mới có lọc âm, lọc tạp âm, lọc chói được. Chất âm nó mới đỉnh. Chất âm khi mà có cuộn đồng thì nó mới sắc nét và nó cố đúc được, sắc nhọn được. Nếu còn cái loa tép mà không có cuộn đồng thì sẽ không được tính là phân tần các bạn nhé. Anh em nên nhớ một điều, test cho anh lại như nhau cặp 1000K có phân tần. Bên mình tuyệt đối không dùng mạch điện tử lắp cho khách hàng, vì mạch điện tử thì ở trên shopper thì chỉ bán mấy chục nghìn thôi, nên là nó sẽ không có cuộn đồng các bạn nhé. Không cuộn đồng thì làm sao mà gọi là phân tần được. Một nghìn ca có phân tần nha, có phân tần đúc đặc chống ẩm trong này rồi. Để chất âm tép được tự nhiên, zin nét, bên mình tuyệt đối không dùng mạch điện tử mà chỉ dùng phân tần các bạn nhá. Mời anh em test chất âm của cặp 1000K có phân tần. Đây, có phân tần đúc đặc chống ẩm nhá, đàng hoàng chị. 1000K tép chống cháy dùng cho âm ly cục đẩy, siêu nét. Đây, cặp này 1000K khẩu nhựa chống vọng nhé, chống ngân, cao 16 phân. Và này được trang bị phân tần.